Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu mọi người cái món là mực nhồi thịt nhé. Đầu tiên là 3 cái mực thịt băm và 3 cái tăm để cố định mực với thịt nha. Mắm gì mà bám? Mắm cả làm mắm đi. Chú sẽ đâu? Bàn hả? Này cũng là quần đây. Bàn kia này. Bàn kia này. Cái con này hả? Chơi đúng không? Ừ. Được đi chơi đúng không? Ừ. Đây thì thường xuyên mua cái thải kén kìa. Chơi. Có nhà không? Nhà em. Thứ hai anh chồng mất đạo. Gì vậy? Gì vô duyên vậy? Rồi đi cái ngày gì mặt mới. Ừ. Hãy đỡ lợi kiếm ai đâu. Ừ, kiếm ai đâu, tự nhiên sinh nhật vợ đi. Má hạnh phúc gia đình dữ.
Thầy biết không có bánh cơm. Cái dừa con. Còn miếng kia lấy hết rồi hả? Cà dừa con chứ. Con để kêu uống sữa, ăn kêu uống sữa. Yeah.